biển số thành phố nữa, ngon, rất là ok. À quên đó, cho em anh em nghe tiếng bồ cái, tiếng bồ ở bình thường em ru luôn nè, máy em ru luôn nè anh em, thấy không, máy em như chó thở luôn, mình bịt bô lại cho anh em nghe nè, em như là chậm chó vậy đó. Hello anh em, tối rồi. Mình mới vừa chở về cái thùng đồ zin của con Ninja 4. Và bây giờ mình sẽ đi lấy xe, đi lấy cái xe Ninja 4 cho anh em nha anh em. Sẵn đi dọc đường rồi review cho anh em xem. Còn đây cái thùng đồ zin là gồm có bô zin với lại cái đuôi zin nè. Thì chủ xe cũng khá là kỹ. Khi mà đóng như thế này thì cũng rất là kỹ ha. Thì con xe này là mình không phải mình tự mua mà mình nhờ một người quen. Người quen nó mua giùm, chứ không phải là xe nào mình cũng biết mặt chủ xe đâu nha. Có nghĩa là người quen nó là bạn của chủ xe rồi, người quen nó lấy giùm mình á đó, mới có giá tốt đó. Rồi anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ Facebook đó, Zalo, số điện thoại đó, hoặc là qua tận nhà để mình tư vấn nha. Rồi thôi bây giờ mình đi lấy xe nha, tạm biệt anh em. Thì sao ta, nói sao ta, thì con này á, con này thì nó có báo số anh em dễ chạy nè, thì xe này thì nó có chống đổ đồ đầy đủ rồi nè, nó còn về ngoài thì bao mới luôn nó, anh em thấy không, ra công viên quay cho anh em xem. Cái bô này
Nổ cũng ok lắm, ấm, trầm ấm. Bô này nổ trầm ấm. Thì con xe này là mình nhờ một người bạn để mua nha. Nhờ một người bạn mua giùm mình đó, chứ mình kính chắn gió độ nè, kính zin của nó là màu trắng nha anh em. Dịch cho nên mình phải quay cách này, không có tụ tập đồ nhiều nên quay một mình cho anh em xem. Mình đang quay góc rộng cho anh em xem đó nha. Cái bô này nè, thì cái bô này á là nó là sẽ là cổ slip on. Slip on có nghĩa là có một cái khúc nối inox dài ra, thì để cho anh em có thể gắn bất kỳ cái lon bô nào khác vô đó. Còn anh em mà lên cổ full á thì nó sẽ full từ đầu đến cuối. Còn này người ta chỉ lên chỗ này dưới đây thôi, rồi ta gắn bô này. Ví dụ anh em không thích cái bô này thì anh em có thể gắn một cái bô khác vô, gắn vô đơn giản thôi. Con này đồ zin đầy đủ nha anh em nha. Đó, đồ zin đầy đủ, đồ rất là đẹp đó, nhìn xa nè. Đó, ok không, ok không, ok không. Đó, ngồi xuống cho anh em nhìn nè, góc góc nhìn của tôi luôn nè, là cũng là góc nhìn của anh em luôn đó. Đó, anh thấy không nè, quay góc nhìn thực tế luôn á. Xe rất là ngon, thì đương nhiên phải ngon mới mua chứ. Con này thì tiết kiệm nhiên liệu lắm anh em à. Nói chung là con này nhiều anh em test á là lên là 199. Bình xăng là anh phải ấn mạnh xuống nha. Đó, mở lên. Đó, con này biển số thành phố luôn nha anh em nha. Hiện tại Ninja 4 bên mình cũng về nhiều á. Anh em thấy sao? Sơn nè, anh em thấy không? Hầu như là không có chày luôn nha anh em. Chỉ có kiểu như là anh em rửa xe thì nó xước lông mèo chút xíu thôi. Anh em rửa xe thì nó xước lông mèo, xước. Xe mới cũng xước lông mèo mà anh em. 400 này chạy rất là thoải mái. Và ở ngoài nó cũng ngầu, nó to lắm. Nó to hơn con R15 á anh em à. Này là anh em về chỉ giọt thôi. Về chỉ giọt thôi, không làm gì hết. Để mình chụp vài tấm hình để đăng lên trình bày cho anh em xem. Đó, xong rồi mình cũng về luôn. Đẹp không? Nói liên thiên không? Full đen, anh em nào thích màu đen là dứt con này. Đồ chơi, đồ zin đầy đủ. Nhớt thì nó không ăn lắm đâu anh em. Dù sao hai máy nó cũng tiết kiệm đó anh em à. Đẹp không? Phuộc nè. Phuộc đồ bên trong nè. Đó, rất là đã. Biển số thành phố nữa, ngon. Rất là ok. À quên đó, cho em anh em nghe tiếng bồ cái. Tiếng bồ ở bình thường. Em ru luôn nè, máy em ru luôn nè anh em. Thấy không? Máy êm như chó thở luôn, mình bô lại cho anh em nghe nè. Êm như là chậm chó vậy đó. Đó. Rồi. Mình chụp vài tấm hình rồi mình về. Chưa có rửa luôn á anh em ơi. Xe chưa rửa nha. Xe 219, xe mình chưa rửa luôn. Để mình chụp vài tấm hình rồi mình về. Quay nhiêu đó cho anh em đủ rồi. Về rửa nữa là đẹp nữa. Xe này mà về rửa nữa là nhức nách luôn. À, cặp vỏ Michelin nữa. Đi đã lắm anh em à. Con này mà về rửa nữa là tuyệt vời. Đó, mình chụp xe là mình chụp bằng camera thường thôi anh em. Tại vì xe nó đẹp á thì anh em dễ chụp lắm. Anh em chụp góc nào nó cũng đẹp. Nóng ghê luôn. Xe đẹp, chụp góc nào cũng đẹp. Chưa rửa luôn mà chụp nó vẫn đẹp. Xe phân khối lớn thì khuyên anh em nên đổ xăng A95 nha.
đừng có đổ xăng 92 nha anh em. Con này thì còn chìa, còn chìa khóa, anh em có thể đi đánh lại nha anh em. Chắc là chủ xe đi nhà nghỉ khách sạn gì đó gấp quá để quên mất chìa. Này trước như có trợ lực nè mà tháo ra nè, mình thu là không có nha anh em nha, mình lấy về mới lấy về là không có nha anh em. Mà có bát sẵn á, nếu như anh em muốn gắn trợ lực thì gắn nha. Xe mình thu về có cái gì để lại cho anh em cái đó à, chứ tháo ra để chọc nhà chứ không có làm gì hết á anh em. Anh em có đồ chơi thì anh em mua về á, anh em đỡ tốn kém, không có tốn chi phí đồ lên nữa, đỡ tốn cho anh em mình cũng mừng thôi, chứ không phải là mua về tháo đâu. Một tấm cuối cùng nữa, rồi ok. Đúng ra mình về nhà luôn á, nhưng mà nán lại ra công viên để quay clip cho anh em xem, anh em có cái nhìn tổng quan hơn về con xe, góc nhìn của mình đang nhìn luôn cho nó ok luôn. Bây giờ về rửa là dựng thôi, rửa xong rồi dựng thôi. Con này chạy sướng lắm anh em mới tập chơi mà mua con này giờ chạy sướng lắm, leo lề leo đồ cũng ok lắm anh em ạ. Nhẹ lắm, những anh em nào mà chạy là biết. Xe buýt của nó là mình thấy có những kênh crack test là được 199 á, 199. Gương chiếu hậu của nó góc nhìn cũng rộng lắm. Chung con này nhiều anh em chạy thì nhiều anh em cũng đánh giá là ngon rồi. Mình cũng có nhiều bài review về em nó. Nên bây giờ mình chỉ quay mình chạy ra đường rồi dễ con xe này thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt. Cho anh em nhìn góc nhìn thực tế, góc nhìn của mình đó. Rồi bye bye anh em nha, giờ mình về hẹn anh em ở những clip sau. Và đặc biệt anh em nhớ bấm like và subscribe cho kênh của mình nha. Nhớ nha anh em, nhớ đăng ký kênh nha, để mình sẽ đưa ra nhiều cái trải nghiệm về nhiều cái dòng xe khác nữa. Và anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ trên cái bay ở đây, trên cái bay á, đó mình để xe, để cái bay ở đây và anh em liên hệ cho mình nha. Ok anh em nha, bay để có người chết tin nhắn cho anh em, hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho mình.